trong bếp rồi. Như đây chừng 50 kg không ạ? Con rồi nhà con rảnh cũng rủi rồi rủi mà con nói rồi. Ngoài bao ngoài mẹ nãy tính đem bao mà mẹ nói với ngoài có bao phân nhé. Trái dưa hấu ăn nó ngọt. Nói ngày nay con ăn dưa hấu cũng nhiều. Đi chơi khát nước có cái về ăn được miếng dưa hấu ngon gì đâu mà ngon. Nhà kho ở ngoài nè. Nhà kho ở ngoài bự hơn nhà thành phố người ta. Cái vỏ này để đựng hai người ta vô đây cũng lọt đó nè cả nhà. Hai người luôn á chứ không phải một người nha. Nói anh nhà làm rộng rãi vậy để này để kia cái gặp mà gặp mình xong để rồi nhỏ nè chứ bưởi nè cũng biết chưa cộng hộ. Rồi vô bao xong rồi con sẽ chở ra phà luôn. Phải không? À. Chứ ngày mai con đi xe 9 giờ. Ừ. Chở ra khiêng xuống phà khiêng lên rồi phà chứ lúc này nhanh lắm chạy nhanh mà con không có kịp làm cái gì luôn. Ừ. Ngày hôm qua con gửi hai bao thuốc nam và con xuống phà thấy điều không kịp chạy lên. Ừ. Là bốc kẹn tiên tiên rồi. Này mai miệng lại. Ừ. Cái cột là nó tụt hết rồi. Không sao được rồi. Nó đâu có hư đâu. Đổ hết mấy cái bụi. Để đổ hết thì để chị. Không ăn đâu để. Trời ơi, bao không hết đâu. Kiểu ngoài này ngoài trước nước mưa không hả? Được. Giờ còn không? Hết mùa mưa rồi. Còn uống hết đi, qua tới mùa mưa. 5 lu. Ừ. 5 triệu. Là, ừ. Là uống tới mùa mưa luôn hả? Ừ. Tháng 11 mới hết mưa ha. Cái mình chứa tới đầu mùa mưa là cũng tháng 3, tháng 4 mưa tiếp nữa rồi. Ừ. Giờ còn bao nhiêu nữa là hết mùa mưa rồi? Mai lấy cái lẹp của mai. Cái cột nó tụt hết, nó đổ hết. Cái cây trẻ không để đâu. Mấy cái đồ đó chứ đâu. Đâu. Mấy cái đồ đựng đồ không có. Rồi, chẳng có thấy kiếm. Đỡ thâu rồi, đồ này đâu. Kiếm cây lẹm. Cây lẹm hoa cất trong cái hũ nè. Nè. Dây. Rồi con lấy dây con mai lại. Ừ. Có nè. Cái lẹm á, nó nói vậy chứ tới giờ mình cần xài mình kiếm cái nó không, nó kiếm không ra. Ừ. Khóc nhiều khi mình có cái mình quên.
cái gì con? À đây. Có. Cái lẹm nè. Ở quê miền Tây kêu là cái lẹm, nó là dạng là cái kim, nó bự hơn cái kim mình. Này mình sọt cái dây lẹm này vô nè, cái dây mà dây ni lông á. Cái đít nó bự lắm. Thôi được rồi, ngoài cũng nhiều rồi, được rồi. Nhà con cũng còn mấy trái đu đủ. Cái gì? Con bẻ mấy trái đu đủ ở nhà. Đủ rồi. Được mấy trái. Ở ngoài đấy ăn đi. Ở nhà con có. Trời còn hai ba trái kìa. Con ép trong xưa cũng. Con pha chung với trái khóm á. Ừ, vậy để đi. Trời ơi, bà của mình bà ăn gì xiết. Ăn nó ngán, ăn hoài, ăn nó nổi. Con trẻ không có mấy ép rồi, cái gì cũng phòng cho mấy ép vậy. Ăn cho nó ăn mình uống được nhiều mà mình ăn không nổi, mình ngán. Đó, bà. Theo giờ đựng được không? Hả? Cái gì mày? Mời rồi. Con đựng đi, con chở đi luôn. Không, mấy chai đồ đủ. Được. Được thì về. Được. Để con chở bữa về con hái sao? Ừ. Con chở chuyến này vậy xong con về con hái. Ừ. Để mình hái sớm mấy cây đó. Nó chín. Chút con về chết. Con hái bữa nhà. Ủa đu đủ nhà. Con xuống con hái con ngoại. Con dồn vô con bao luôn. Ừ. Ngoại là nó ngọt. Chịu khó chở vậy thôi. Mỗi lần mà con lên đem lên thành phố con cái ông Tụng thấy ngán khang. Hết bộ gì bộ cổ hết. Hết vườn ở dưới quê luôn hay gì. Lâu lâu mấy con đi về. Chứ cả năm mới diện là chú về hoài. Con thấy là ông lắc đầu không? Mà con thấy con cũng muốn lắc đầu nữa. Mà kỳ nha, cái tật nó ham chứ không gì chứ. Thấy là nó ham. Thấy là ham đồ vườn mình quê này nó ngon. Cái này con nhớ mùa dịch á, con cũng xuống ngoài con hái quá trời luôn, mùa dịch không ai mua á, nó rụng quá trời ở ngoài nhớ rồi đó, khủng khiếp luôn. Bữa năm rau da xanh gì quá trời ăn hết luôn á, về con ép á, bỏ vô máy sinh tố con lượt lại, tại dưới quê đâu có máy ép, con sai xong rồi con bỏ vô máy lên gỗ lượt, con lượt lại uống quá trời đó, đã. Rồi hai trái cam để vô luôn, để vô luôn hả? Trái cam để con thấy trong ngoài cho xu xuống vậy uống rồi ngoài nó chín quá rồi, để vô là vô nó hầm cái nhồi là mùi vừa đó ha. Để đi, để lại để đại đi. Ngọt lắm á. Tại vì cái nhỏ rồi. Ngọt ngay rồi, cam mới đi đại. Không. Còn lại 7 giờ nè. Không có chê gì cái gì mấy. Bỏ rồi bỏ cái gì. Hai ba trái mít của ngoại cho đó. Hồi lần đó mà nói sơ gàng đó. Dạ. Em trả nó có chỉ có trái nó hơi thôi, bao nhiêu là con gọt con tỉa rồi, con trái ngon lắm, không có sơ ràng nhiều, ngon, ăn giòn ngon. Ép nước được, không ăn nhiều. Thế là ngoại nó không có biết là mai đủ không? Mai trời mới đợi. Mai sâu xuống nè. Rồi lúc này chiếc xe nó đợi ngay chỗ chú đi con. Con cũng mới đi về là đợt này lần đầu chứ. Ừ. Con cũng không biết cái quá trình nó làm sao luôn. Xe thì hẹn xe nó là chị em có đồ thì chị chạy xe lớn lên rước giùm em vậy thôi. Ừ. Không dây là thiếu rồi. Thiếu lại, không ai vô lại sợ lên. Con may chạy qua chạy lại để cái này nó lọt ra ngoài. Ôi. Chú ngoại có ngủ trưa không? À, ngoại ngoại nằm nha. Con khi là ngoại ngủ quên. Còn khi nằm hoài đó tới hồi thức dậy đi. Đi là hồi. Ngoại ngoại buổi tối ngoại ngủ được không? Ngủ cho ít quá con. Cũng thức tới khuya rồi mới ngủ vậy sáng dậy sớm khuya ở là một hai giờ cũng được mình dễ không mới điện tắt tiêu rồi.
Thì biết đâu bấm lại nghe nó đợi mẹ. Ai? Mẹ mới điện thì tắt đi. Tôi nghe bà nội á. Bà nội con nói mày mày coi giùm tao coi cái điện thoại này trên bãi sao cái con quên mất tiêu rồi, có hết biết được giờ luôn, tại con xài điện thoại ngay kia con quay con bấm cũng bấm vậy nè, con không biết ai luôn. Ai số lạ ngoài. Vâng. Bà 039 gọi lại không? Bấm gọi lại, bà bấm gọi lại đi. Ừ. Không biết ai mà bấm gọi lại đi, con bấm lên rồi đó. Bấm một gọi nhỏ rồi đó, mà gọi đi. Bấm xin bấm cái nút gọi á. Gọi. Đó, gọi đi. Để đang gọi ha. Ngoài ai là gọi trong mạng, chuyện trong mạng, mạng nghe gọi. Còn kêu gọi lại thôi hả? Thôi, thấy luôn. Bây giờ bất cứ đứa nào cũng vậy. Ngoài cũng biết cứ. Tính xong cái cảm ứng nè. Ai, để tôi hả? Có gì không ơi? Đó. Mày lớn lên. Cái gì? Trời ơi, thôi trời ơi, vui chi con ơi. Ủa, ai vậy? Cái gòn gọn. Vậy? Mà cái gì điện nó mua cái máy giặt xúc miệng chở ra cho bà kìa. Thôi, trời ơi, đồng hồ không có lấy á. Vậy nó đặt rồi. Thôi, 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 thôi. Thôi, thôi, thôi. Tao giống coi, nói nó giùm tôi. Trời nhẹ má nói thôi đừng có mua à nhé. Thôi thôi trời ơi, có một bộ rồi. Thôi không có biết xài. Thôi 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 đem về ngoài xài đi. Không không ấy hồi ta chơi là quá lạ. Trời không không có xài. Thôi 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 à. Má không có dành, không có xài. Trời ơi, có bộ đồ. Thôi, đừng có mua. Ừ. Thôi, điện thoại coi, để điện thoại đi. Điện thoại dùng đi. Đành nên thôi là thôi à nha. Nếu bà không xài thôi, đừng dẹp ra, nó vậy chứ. Thôi, nói vậy nè. Nếu mà tôi không chịu xài thôi. Nói vậy đi. Thôi à. Ừ. Má nói rồi à. Ừ. Thôi già chừng nào già già không nổi rồi tính. Chừng nào nữa già không. Chừng nào. Nãy chừng nào mà già không được thì tính. Đó giờ không có mua à nha. Cử quá. Thôi không mua. Bấm nước mà nó giặt. Ừ bây giờ hồi đi. Ừ, giờ hồi đi á. Ừ. Ngoài đây có ra ngoài. Ừ, giờ hồi vậy không có mua. Chừng nào mà má già không nổi rồi chừng đó tính. Ừ. Ừ. Ừ, chừng nữa mua, chứ giờ không mua. Ừ. 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 Mua cho cái máy giặt thôi hè, cũng cư nữa hè. Ôi, mày nói nghe. Sao mà không chịu? Có bộ đồ hát bộ đồ trời đất ơi chẳng chút mà. Ngày hôm mới mua gửi gì cho cha cái mặt cái mới giặt mới đem về làm ta hôm kia mới tình. Đem đội kìa. Con hào đó mình giật mà cho tiền mua hay sao? Ừ, điện. Cho cha nó đó. À. Tại vì mày không quen chứ còn nếu mà nhưng mà có đồ dùng giờ mà ngoại khỏe mày bỏ vô. Thôi mà thôi thôi. Thôi. À, dễ, ta làm sẵn cho mình thôi. Thôi. Ống thun ống thiết gì ta gắn cho mình sẵn. Thôi giờ ngoại nói vậy. Bấm nút xả bao nhiêu mực nước rồi bao nhiêu thời gian ủa mực nước rồi bỏ xà bông vậy tự giặt thôi à. Thôi giờ chừng nào. Ngoài ngoài ngoại thải đi hồi con xách không về cho xuống. Ngoại già không nổi á. Chừng đó tính sao? Chừng đó tính sao? Trời. Ừ, trời ơi con ơi, có bộ đồ hai bộ đồ. Ừ, ngoại giặt chút chừng nào ngoại giặt không nổi. Ừ. Ừ, đứa nào mua. Chứ cũng giặt ít mà ha. Ừ. Còn nhà con thì con gom mà con giặt một lần luôn. Ừ. Mà nhà con không có máy giặt con chịu không nổi. Bị gì nó ra đồ liền liền à. Anh Tùng mới đi làm. Dạ. Rồi anh Xu đi học cái ra đồ liền liền con vậy đi chơi rồi về mỗi lần mà giặt đồ là thao thao không á. Ừ. Đâu giặt tay nổi đâu. Trời ơi. Do giặt không nổi. Dạ. Còn bữa nội cứ tắm ra ngoài. Ừ. Bộ với hai mà do mà giặt.
chừng nào mà chừng nào mà hỏi là chừng đó tết dưới nào mua làm cho dặn mua nó nói là chừng nào mà dặn không nổi mua phải là chừng nào tới đó là mua nào làm khá mua cho cha đó mới giặt con biết không đậu nào mua cũng làm cái đậu dạ. Cái gì mất mạnh đó cái đồ hút ra bỏ đó không ra cái gì nó mua rồi khỏe lắm tao mới giặt khỏe lắm mấy ký rồi bảy ký cái gửi bảy cái gửi hả bảy cái gửi là cũng gọn nhưng ngoài ngoài xài có bảy cái gửi được nhà con cả này phải 9-10 ký mới xài được rồi con thôi lấy đi mua của ai đó đem ra nhắn rồi rồi mà nói chắc là đặt của điện máy xanh ở trong đây quá rồi chở ra phải không giờ thôi phải không nói gì dần dần mà xanh mày xin cái ra ngoài nói cái còn nào còn nghe trời ơi bà ơi không có ơn không đâu giặt bà ơi con nói trời đất ơi gì không ơn không có bộ đồ bà cái hồi mà mặn mệt cái là biến về mà là biến biến giặt nè để tao bận hoài mới tao thấy cái thay đổi biết em bộ kìa đầu đã rồi giặt bận bận nha vậy giờ nãy sao ông không nói đi giờ để ông giặt đồ thôi ra ngoài không không lấy mà giặt đi thôi nói ra ngoài không giặt ông ngoài giặt thôi rồi nghiệp thôi thôi nói ra mà chị ngủ để chừng nào ngoài già tận tình đó anh tính trời ơi trời giờ có một bộ đồ để chiếc hết là đó chắc chiếc hết để chiếc hết cái cửa nhỏ để trước á cái bên nhỏ trước bây giờ cái thờ lớn nghịch ông phụ trách nó mở cửa không mở ừ mở ra uống dây mà trời đây là nè. Con cũ. Ngoài. Ngang nữa. Một trời mà. Nó Trời ai chế cái lồng bằng cái nồi đá vậy? Cái lồng của ngoại hả? Mà làm hả? Mà làm lồng để làm gì vậy? Tưới cây. Tưới cây hả? Con tưởng đâu hái gì. Này giống như cái gạo sòng hồi xưa ha. Cái hái gì chế cái nồi làm cái gạo đó không? Trời nó chín hết trơn luôn. Ngoại ngoại để cái trái chín nó ngoài ăn liền đi. Con hái mấy trái hùm hùm được rồi. Trời ơi. Ừ. Đây kia có trái chín hết tròn rồi. Chín hết rồi, trái ngoài cũng chín luôn rồi đó. Đẻ đi, đẻ xuống. Cái đó đó, cũng chín đó. Cứ dài, dài lương rồi đó, không có thật rồi đó. Ba trái này chín hết rồi. Mẹ gặp bay á. Ê,
mà thòng ở đây con lấy chúng ta. Chín đem lên trển ngày mơ nó chín hết luôn. Chút nữa ông đợi đây ông bẻ trái này cho tôi thôi, hôm đó bẻ cho hết đi. Này đu đủ đỏ hay vàng vậy? Vàng. Sao mình đây giờ trồng giống đu đủ vàng không ha? Ít thấy đu đủ đỏ. Rồi 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 rồi. Ôi, không không sao không sao. Thôi để dưới luôn, để trên luôn nước nó lăn quá. Để trên cái lu nước thất bại rồi đó này, mày nó rớt lại dập liền đấy. Đó đâu em mẹ ăn trái đó tôi ăn trái nó mùi. Ôi cũng quát rồi. Thôi quá rồi, rồi nó bấy luôn rồi, uổng ha. Thôi mà để cái trái chín ra ngoài ăn đi ngoại. Mà để cái trái chín á, là mơi ngoài ăn được á. Cái trái chín mùi bự á. Bẻ đi, bẻ đi. Cái trái chín hồi nãy còn bẻ rồi à ngoại, ông ngoại đây bẻ rồi á. Biết rồi, thôi lấy đi. Để ngoại ăn đi, để ngoại ăn đi. Nè, ngoại hái cho con cái trái hùm hùm này được rồi, còn cái trái chín kia thì ngoại ngoại ăn liền được. Cái này chín nè. Đúng rồi. Đó. Vậy được rồi. Rồi đủ rồi. Nhà con cũng còn mấy trái chín cây luôn. Trời ơi, cái này nó chín luôn rồi, nãy ngày mơ đã chín luôn. Chín tối hết trời. Trái đi chị bẻ vô mà lái. Dạ. Thế nào? Cái cây nè. Cái này hả? Ờ đó, để ngoại dành ăn, ngoại ăn từ từ đi. Hái chi gì để mai mốt chín ngoại ăn. À cái này chín rồi đó. Ừ. Thôi để ngoài ăn đi. Để để mốt ngoại không có ăn à, nó qua đợt hết ăn hết có ăn á. Bẻ bẻ thêm cái này nữa đi. Dướng cọng dây à. Đủ giữa cái đám rau, rồi nó bấy đám rau hết. Đó. Rồi. Ngon lành. Như vừa trái bự bự này lại cho ngoại nè, ngoại ăn nè. Cái chín này chín đều rồi, chín mềm luôn á. Mơ là ngoại ăn ngon quá. Mà hay nếu mà ngoại ăn giờ cũng được đó. Vậy đó hả? À đúng rồi. Con lấy bốn trái đi hùm hùm được rồi. Cái hùm hùm cái gì đánh giữa. Ừ. Thôi để ăn đi, ăn đi. Trời ơi. Nhà con cũng có. Ồ dính mũ tay. Rửa mũ chắc banh bộ đồ. Để rụt nước.